Đám Đông Nhẹ Dạ. Trái ngược với nhẹ dạ là cứng lòng. Một bên nhẹ vì mềm như bông, một bên nặng vì cứng như đá. Có đám đông cứng lòng, nhất là lòng tin, nhưng hầu như đám đông nào cũng không thoát khỏi tình trạng nhẹ dạ. Đám đông vì không nhất thống lại ô hợp, nên lòng ai nấy giữ là chuyện bình thường. Bởi có gắn bó son sắt gì mà phải đồng tâm đồng lòng đồng chí, trong khi muốn vững vàng chắc chắn, người ta phải nhất tâm đấu lưng đấu cật với nhau như kiềng ba chân. Chúng ta nhận ra đặc tính nhẹ dạ của đám đông qua ba hiện tượng chính. Hiện tượng dễ tin dễ dụ. Vì niềm tin của đám đông thoang thoáng, nhạt mờ, nếu không muốn nói là mơ hồ, không tưởng, nên đám đông dễ tin, dễ dụ. Người ta dụ đám đông hoan hô đả đảo, mà đám đông chưa hề biết đối tượng được hoan hô, bị đả đảo là ai, làm gì. Người ta dụ đám đông lao mình vào nguy hiểm, mà đám đông không hiểu tại sao mình phải liều thân thí mạng cho một mục đích lơ mơ xa lạ. Có đám đông cắm đầu làm theo ý một người, chết cho một người, chỉ vì mãi nghe lời đường mật của người đó. Có đám đông không ra khỏi cơn mê khi răm rắp thực hiện những mệnh lệnh hoàn toàn phi nhân, ác đức của một cá nhân, vì nhẹ dạ cả tin những lời hứa có cánh. Bi kịch của đám đông bất hạnh là dễ tin dễ dụ, và cứ mãi như thế, đám đông của mọi thời ở mọi nơi đều rơi vào thảm cảnh bị dụ dỗ rồi cả tin vì nhẹ dạ này. Hiện tượng chóng chán. Quy tụ đám đông tương đối dễ, nhưng giữ chân đám đông mới khó. Bởi đám đông như đám trẻ, tuy ham chơi nhưng rất chóng chán đồ chơi. Chúng ham đó rồi chán đó, đòi cho được rồi bỏ một góc. Hiện tượng chóng chán xuất phát từ tình cảm nhẹ tênh hời hợt, không chiều sâu. Ở đó đám đông có thể nổi loạn nếu tình trạng ngao ngán chán trường đến một mức độ cao. Bởi chán rồi thì chẳng còn ngán ai sợ gì. Đám đông chóng chán nên đám đông dễ phản bội hay thay mặt đổi lòng. Đám đông rất khó trung thành và thường không kiên nhẫn chung tình với ai hay trọn vẹn lời thề nào. Đó là lý do người ta ngại tin vào đám đông, dù cần đám đông, phải lợi dụng đám đông cho mục đích của mình. Hiện tượng thay đổi. Đám đông thay đổi như trong chóng, vì có gì để trụ lại đâu. Thành phần làm nên đám đông thì hỗn tạp, trình độ thì cao thấp chênh lệch, mục tiêu phương án thì mờ mịt hỗn mang, lấy đâu cột mốc bến bờ mà cương định kiên trì. Những thay đổi đột ngột bất ngờ của đám đông thì khó ai có thể lường được. Chỉ cần chút lợi nhỏ trước mắt đã đủ để đám đông quay thoát gót chân. Chỉ một hứa hẹn vu vơ nhưng bùi tai đã có thể đổi chiều dòng thác đám đông. Đám đông nhẹ dạ nên thay đổi vô chừng, thay đổi đột ngột, thay đổi không ngượng ngùng hối tiếc. Hiện tượng hoang mang mất tinh thần. Có những sự cố nhỏ nhưng vì đám đông mất tinh thần và hoang mang đã biến thành sự kiện trầm trọng, bi thảm. Nhiều tai họa có thể tránh nếu đám đông đã bình tĩnh, không hoang mang hoảng loạn. Điển hình là tai nạn nhiều người bị đám đông dẫm chết trên cầu ở Trung Quốc chỉ vì hoang mang hỗn loạn do một tin vịt sập cầu. Hoang mang vì đám đông ỉ lại, dựa dẫm người chung quanh hơn tin ở mình và tự mình phán đoán hoàn cảnh, thẩm định tình thế. Mất tinh thần vì ở trong đám đông, hội nhập vào đám đông, người ta chuyển nhượng toàn quyền tự quyết cho đám đông, phần vì sợ đám đông, phần vì bị đám đông quyến rũ. Hình ảnh đám đông nhẹ dạ với bốn hiện tượng trên chúng ta gặp rõ trong tin mừng Matthew và Marco. Matthew không ngại viết: lúc tổng trấn đang ngồi xử án thì bà vợ sai người đến nói với ông: ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy. Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi giục đám đông đòi tha Baraba mà giết Đức Giêsu. Đám đông dễ dụ nên đã bị các thượng tế và kỳ lão dụ đẹp. Kết quả là đám đông đã làm theo ý của các thượng tế và kỳ lão, đòi Phi-la-tô cho lệnh đóng đinh Đức Giêsu. Dù đám đông không biết rõ Đức Giêsu là ai và càng không biết Ngài có tội hay vô tội. Dễ dụ vì nhẹ dạ, đám đông đã trở thành khí giới lợi hại trong tay các thượng tế và kỳ lão, bởi họ biết chỉ có đám đông mới uy hiếp được Phi-la-tô và đủ sức mạnh để làm ông phải run sợ nhượng bộ. Nhưng đám đông thì quá ngây thơ nhẹ dạ, đã để trở thành tay sai ngoan ngụy thực hiện mưu đồ thâm độc của các thượng tế và kỳ lão giết người vô tội. Tuy tay vấy đầy máu,
nhưng đám đông vẫn ung dung thanh thản, vì tự thân đám đông là vô trách nhiệm, luôn cho mình không làm tổn thương ai, cũng chẳng giết chóc người nào. Tâm lý của đám đông là thấy mình luôn trong sạch. Bởi đám đông nhẹ dạ cũng là đám đông đã đánh mất ý thức trách nhiệm, nên tội ác nào cũng không mang tính nặng nề đối với đám đông, và hành vi có phi đạo đức đến đâu cũng không làm đám đông day dứt nặng lòng. Thánh Marco cũng cùng kiểu nói khi mô tả đám đông nhẹ dạ đã bị các thượng tế và kỳ lão dụ dỗ sách động. Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Đáp lời yêu cầu, ông Philato hỏi: các ông có muốn ta phóng thích vua dân Do Thái của các ông không? Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà các thượng tế nộp người. Nhưng các thượng tế sách động đám đông, đòi ông Philato phóng thích tên Baraba thì hơn. Đám đông nhẹ dạ dễ dụ ấy cũng là đám đông hôm trước đã lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá mà rải lên lối đi. Dân chúng người đi trước kẻ theo sau reo hò vang dậy, hoan hô con vua David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Thiên Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Cùng một đám đông nhưng hôm trước hoan hô chào đón, hôm sau nắm tay đà đảo đòi đóng đinh vào thập giá. Bởi đám đông thay lòng đổi dạ, vì nhẹ dạ dễ tin, dễ dụ hay mất tinh thần, nên không ai lường được phản ứng thình lình của đám đông. Hôm nay bạn, ngày mai thù, sáng còn hoan nghênh ủng hộ, nhưng chiều có thể đả đảo, truy lùng, tàn sát. Nhẹ dạ đổi thay, phản bội, như thế mới thực là đám đông. Thay lòng đổi dạ của đám đông trong tuần thương khó ngắn ngủi đã nói lên cái nhẫn tâm của đám đông đối với Đức Giêsu, đấng họ đã ít nhiều nghe, biết, gặp gỡ và ân sâu nghĩa nặng. Có nhiều người thuộc đám đông nhẹ dạ và thay dạ đổi lòng này đã được Đức Giêsu chúc phúc chữa bệnh, đồng bàn, ủi an chia sẻ trước đó. Nhiều người chịu ơn Ngài nhưng tình thế đổi đời, khi quyền lợi và hy vọng lợi nhuận từ Ngài không còn, tệ hơn, giao lưu với Ngài còn là một tai họa, quan hệ với Ngài mang lại nhiều rủi ro, thì đám đông tự động tránh xa lánh mặt, kể cả trông cháo trở mặt. Họ không còn nhận ra người đã ân cần thăm hỏi họ, không mảy may xúc động với kỷ niệm được Ngài an ủi yêu thương. Chỉ cần các thượng tế và kỳ lão thổi vào nỗi lo, bị thiệt thòi, nỗi sợ bị liên lụy cho mình và con cháu, là đám đông ơn nghĩa thân tình hôm qua quay lưng ngoảnh cổ ngay. Có biểu ngữ tiếng hô phát động, máu nó đổ trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi, thì lập tức đám đông đồng loạt, thà một người chết thay cho dân thì hơn. Ở đây chúng ta thấy cái lý luận chủ đạo của đám đông là đa số luôn đúng, nên đa số nắm phần quyết định. Nó vừa là lý luận, vừa là kết luận, vừa là tiền đề, vừa là hợp đề, vừa là phương tiện, vừa là mục đích. Và cái nguy hiểm chết người của đám đông ấy chính là tự cho mình quyền lấy thịt đè người, vì luôn là số đông, đa số. Ở đây thì đám đông không còn nhẹ dạ nhưng nặng ký với dao to búa lớn, khi tự phong mình là đa số, một đa số muôn thuở có lý, đời đời có sức mạnh. Nhưng có thực đa số luôn đúng? Nếu đa số luôn đúng thì sự thật luôn thuộc về đám đông và đứng về phía nhiều người. Thực tế không phải vậy, vì không ít đám đông đã bóp chết chân lý, đã nghiền nát người công chính, đã tiêu diệt chứng nhân của sự thật. Biết bao bạo Chúa đã dùng đám đông để thực hiện những điều gian ác, đã lợi dụng đám đông làm chứng giam, đã lấy đa số để bịt miệng thiểu số dám nói điều chân thật. Vì thế đa số không luôn đúng, đa số không luôn nói sự thật, đa số không là tiêu chuẩn đánh giá chân lý. Nhiều người đã nhẹ dạ thần tượng đám đông, mù quáng nghe theo đám đông vì nghĩ rằng đa số là sự thật và sự thật ở với đa số. Sự thật lại không phải thế. Nó có thể chẳng quen biết gì một số lớn đám đông, vì có rất nhiều đám đông lớn miệng, lớn tiếng tuyên truyền cho sự thật, nhưng chỉ là những sự thật bánh vẽ, hão huyền, lừa phỉnh, làm hại. Có đúng là đa số luôn có sức mạnh không? Đa số có sức mạnh, nhưng là sức mạnh đè người, sức mạnh áp chế cá nhân, không theo đám đông, sức mạnh bịt miệng bóp cổ, tiếng nói đơn độc của công lý, như tiếng nói công chính của Gioan Tẩy Giả cảnh cáo Ê-rô-đê đã lấy đi sinh mạng của ông. Ngoài ra đa số của đám đông không mấy khi mang sức mạnh giải phóng xây dựng, vì bản chất của đám đông là mù quáng, hỗn tạp, lười biếng, dễ dụ và nhẹ dạ. Người ta lầm tưởng cứ đông là mạnh,
nhưng chính đa số tưởng là mạnh mẽ ấy thực ra rất yếu, vì chẳng ai tin ai, chẳng ai thương ai, chẳng ai thành tâm thiện trí, nhưng chỉ vì sợ đa số, mặc dù chính họ là đa số, làm nên đa số, nhìn ngó đa số và làm theo đa số để không bị tẩy chay cô lập. Nghịch lý của đa số là sức mạnh mù quáng của đa số sẽ khống chế và làm hoảng sợ chính những người đã làm nên đa số ấy. Sức mạnh ấy là sức mạnh vay mượn, dựa dẫm từ bên ngoài, nên thường là sức mạnh phá hoại, trong khi sức mạnh từ bên trong mới thực là sức mạnh phát sinh sự sống, như nội lực từ quả trứng đã sinh ra con gà, khác với sức mạnh từ bên ngoài sẽ làm bể quả trứng. Và đám đông đã lên án Đức Giêsu năm xưa là đám đông nào, nếu không phải là đám đông cả vu lấp miệng em, khi không cho Đức Giêsu là chân lý lên tiếng, nếu không phải là đám đông ỷ đông cậy nhiều, đã vu oan giáng họa cho Đức Giêsu là con chiên vô tội. Nếu không phải là đám đông dựa sức mạnh của đoàn lũ áp lực trên Philato bắt ông miễn cưỡng kết án Đức Giêsu, một người lành thánh, chưa xúc phạm làm tổn thương ai bao giờ. Nếu không phải là đám đông đã chẳng còn danh dự liêm sỉ, khi cậy là dư luận quần chúng có quyền phán quyết đúng sai, đã buộc vô số tội ác cho Đức Giêsu, một người rất nhân ái, từ tâm vị tha quảng đại. Thế mới rõ đám đông là dao sắc, có thể chặt đứt sinh mạng người khác mà không ngần ngại do dự thắc mắc, nói chi đến bối rối hối hận, bởi sức mạnh của đám đông hệ tại đặc tính nhẹ dạ, hay đổi thay, hoang mang hốt hoảng, chóng chán, dễ dụ, dễ tin. Nhờ những tiêu cực này mà lưỡi dao của đám đông luôn sắc bén, chẳng ngại ngừng cắt đứt đời ai vô phúc, trở thành điểm ngắm phải tiêu diệt của đám đông, như Đức Giêsu đã chết vì những đám đông nhẹ dạ nhưng nặng tay đấm này. Trong hoang sơ, Chúa đã định dựng nên con. Từ trong hư vô, Ngài đã tác nên hình hài. Ngài đã tác nên hình hài. Ngài nuôi con bằng tình thương yêu, bằng thiên ân huyền nhiệm cao siêu, con không biết lấy gì đền đáp tình yêu. Con ơi, đề cả, mọi món
xa xăm Chúa đã định chọn riêng con từ trong vô minh ân thánh giúp con phục hồi ngài nâng con bằng nguồn ân thiêng và đưa con vào hàng dân riêng, con không biết lấy gì tên đáo tình vì yêu mang bao nỗi khổ.